Vụ án tại Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn, tiền vào túi ai? Thưa quý vị, cựu kế toán trưởng CNS khai việc chi khen thưởng được thực hiện theo lệ mà các lãnh đạo tiền nhiệm của CNS đã thực hiện. Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm 10 bị cáo từng là các lãnh đạo cán bộ thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên, gọi tắt là CNS, về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, CNS là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2015 đến năm 2018, trên cương vị công tác tại CNS, các bị cáo đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí hơn 22 tỷ đồng. Trong đó, các bị cáo quản lý sử dụng quỹ khen thưởng của CNS gây thất thoát 17,3 tỷ đồng, thoái vốn sai quy định tại TIE, công ty con của CNS, gây thất thoát gần 4,7 tỷ đồng. Về sai phạm trong quản lý sử dụng quỹ khen thưởng của CNS, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cáo buộc các bị cáo đã lập 101 hồ sơ chi khen thưởng nhưng không có danh sách ký nhận từ các cá nhân được khen thưởng. Đồng thời, danh sách nhận khen thưởng cũng không nêu rõ thành tích hỗ trợ, đóng góp của những người này cho CNS theo tiêu chí điều kiện quy định tại Nghị định số 91/2015 quy định về vốn đầu tư nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp. Trước tòa, bị cáo Đỗ Văn Ngà, cựu kế toán trưởng CNS khai việc chi khen thưởng được thực hiện theo lệ mà các lãnh đạo tiền nhiệm của CNS đã thực hiện. Trong đó, CNS đã chi khen thưởng theo danh sách mà các phòng ban thuộc CNS đề xuất. Lý do những đơn vị đề xuất danh sách khen thưởng, những cá nhân này không thuộc CNS là những người làm việc trực tiếp với những cá nhân có thành tích đóng góp cho CNS. Do đó, những đơn vị này sẽ đánh giá chính xác thành tích đóng góp của các cá nhân được đề xuất. Cựu kế toán trưởng CNS nói đây là cách làm đã được CNS thực hiện từ khi thành lập vào năm 2006 đến thời điểm các bị cáo bị bắt. Xét hỏi bị cáo Ngà, hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo đã chi khen thưởng cho phòng ban đề xuất, chứ không phải chi cho những người nằm trong danh sách được đề xuất khen thưởng. Bằng chứng là các bị cáo đã không cung cấp được danh sách ký nhận khen thưởng của những người được khen. Chính vì cách chi của các bị cáo mà những người mà các bị cáo cho là được khen thưởng không nhận được quà và tiền. Như vậy, số tiền mất đi hiện đang nằm trong túi người nhận, tức những người đề xuất khen thưởng, chứ không phải là những người được khen. Theo kết quả điều tra, những người được khen thưởng không được nhận bất cứ miếng quà nào từ CNS, chủ tọa hỏi. Bị cáo Ngà vẫn cho rằng những người được khen thưởng theo danh sách đã thực sự nhận được tiền. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Chu Tiến Dũng, cựu tổng giám đốc CNS thừa nhận cách chi khen thưởng như bị cáo Ngà đã nêu. Hội đồng xét xử hỏi tại sao bị cáo nhận thức được đây là cách làm không phù hợp pháp luật mà vẫn làm. Bị cáo Dũng nói, việc chi như trên đã được các đời lãnh đạo trước thực hiện. Không ai chỉ cho các bị cáo thấy cái sai. Lãnh đạo trước vẫn làm như thế nên cứ nghĩ là đúng nên cứ làm theo. Bị cáo Dũng trần tình. Chủ tọa phiên xét xử nhận định rằng các bị cáo kỳ vọng sẽ chi cho các đơn vị cá nhân ở ngoài để họ giúp mình phát triển nhưng tiền không đến tay họ. Đáng lẽ phải kiểm tra xem họ mang lại hiệu quả gì cho CNS thì mới chi, thậm chí là phải kiểm tra giấy tờ cá nhân. Tránh trường hợp tiền không đến tay đúng người. Đây chính là lỗ hổng làm thất thoát tiền của nhà nước. Nghe hội đồng xét xử phân tích, bị cáo Dũng nói rằng bị cáo rất đau lòng, ân hận vì chưa sâu sát trong công tác quản lý, hiểu biết pháp luật chưa đầy đủ nên mới để xảy ra những sai phạm như hôm nay. Bị cáo gửi lời xin lỗi chân thành đến các anh em đồng nghiệp CNS. Bị cáo Dũng nói và cho hay đã tác động gia đình nộp khắc phục hậu quả vụ án 200 triệu đồng. Thủ Đức chưa ra mô hình gì lại tính chuyện năm huyện lên thành phố. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh lại tiếp tục bàn luận sôi nổi về câu chuyện thành phố trong thành phố. Lần này thì không phải là một mà có đến 5 huyện ngoại thành dự kiến sẽ lên thành phố là Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Cần Giờ. Chuyện này đã từng được bàn đến nhiều lần. Mới đây, vào ngày 8 tháng 3,
Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ các đề án thuộc đề án đầu tư xây dựng các huyện, thành quận hoặc thành phố thuộc thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2030. Một trong những nội dung được đề cập đến đó là năm huyện này lên thành phố dễ hơn là quận. Lý do là trong khi tiêu chí chuyển đổi thành phố thuộc thành phố có cho phép huyện giữ lại một số xã nông thôn với 35% trong tổng số xã. Do đó, theo mô hình thành phố thuộc thành phố sẽ khả thi và thuận lợi hơn là so với lên quận. Vì tiêu chí lên quận thì phải không còn xã nông thôn. Lên thành phố cho phép có xã, còn lên quận thì phải 100% phường. Thú vị là như vậy đó. Năm huyện được định hướng phát triển bao gồm Củ Chi sẽ là đô thị sinh thái thông minh, phát triển các trung tâm khoa học kỹ thuật công nghệ cao. Hóc Môn thành vành đai xanh của thành phố, có không gian văn hóa đặc trưng, nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái. Còn Bình Chánh thì thành trung tâm đô thị công nghiệp của phía Tây khu vực thành phố Hồ Chí Minh với đầy đủ đặc tính của một đô thị công nghiệp hiện đại. Nhà Bè sẽ trở thành thành phố thông minh, công nghệ tiên tiến, du lịch xanh. Và sau cùng là Cần Giờ sẽ trở thành thành phố xanh, du lịch sinh thái, thân thiện với môi trường. Định hướng sẽ trở thành khu đô thị biển, du lịch sinh thái, nghỉ ngơi và giải trí. Quá là tuyệt vời, bởi vì các huyện này đều trở thành đô thị thông minh, công nghệ cao, xanh và hiện đại. Một giấc mơ không thể nào đẹp hơn. Các thành phố trong mơ này dẫn chúng ta về với thành phố trong thực tại, đó là thành phố Thủ Đức. Người dân cả nước còn nhớ những tuyên bố khi thành lập thành phố Thủ Đức, đó là xây dựng một thành phố hiện đại, thành phố văn hóa, thành phố hội nhập và thành phố đáng sống vào bậc nhất của Việt Nam. Nhưng mà sau hơn 2 năm vận hành, không thấy bóng dáng hình hài của thành phố Thủ Đức là như thế nào. Mọi thứ như đang trở lại với huyện Thủ Đức của năm xưa. Bởi vì trước đây là huyện Thủ Đức, năm 1997 giải thể huyện Thủ Đức, thành lập 3 quận mới là quận Thủ Đức, quận 2 và quận 9. Năm 2020, thành lập thành phố Thủ Đức trên cơ sở sáp nhập 3 quận nói trên thì cũng như thế mà thôi. Chỉ khác cái tên gọi, thay vì huyện Thủ Đức thì gọi là thành phố Thủ Đức. Và cho đến nay, Thủ Đức là thành phố trên quận, dưới tỉnh, dưới thành phố. Vậy nó là mô hình gì? Người dân mong có cuộc sống tốt đẹp hơn, làm ăn thuận lợi, chính quyền thân thiện, môi trường an toàn. Còn lên thành phố mà cuộc sống không tiến lên thì cái tên gọi đó chẳng có ý nghĩa gì cả.